cách thức bình chọn gương mặt nghệ sĩ xuất sắc đại diện Việt Nam tham dự tại các đấu trường âm nhạc quốc tế 2020. Thực hiện bình chọn qua website với các bước thực hiện như sau. Cách thức bình chọn dành cho các bạn chưa đăng ký tài khoản. Bước 1. Đăng ký thành viên trên website mtvq.com. Truy cập vào website mtvq.com. Nhấp chọn hashtag mtvvote. Nhấn vào nút mtvvote và chọn đăng ký thành viên. Điền thông tin vào form đăng ký. Bước 2. Kích hoạt tài khoản qua email. Truy cập vào email đã đăng ký ở bước 1. Nhấn vào link xác nhận để kích hoạt tài khoản. Bước 3. Vote cho nghệ sĩ bạn yêu thích. Điền thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập cộng mật khẩu đã đăng ký ở bước 1. Check chọn xác nhận captcha và nhấn đăng nhập. Nhấn vào nút MTV Vote cho nghệ sĩ bạn yêu thích. Check chọn xác nhận captcha và nhấn nút xác nhận để hoàn thành bình chọn. Cách thức bình chọn dành cho các bạn đã có tài khoản. Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản trên website mtvq.com. Truy cập vào website mtvq.com. Nhấp chọn hashtag mtvvote. Nhấn vào nút mtvvote và chọn đăng nhập. Điền thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập cộng mật khẩu. Check chọn xác nhận captcha và nhấn đăng nhập. Bước 2. Bình chọn cho nghệ sĩ bạn yêu thích. Nhấn lại vào nút mtvvote cho nghệ sĩ bạn yêu thích. Check chọn xác nhận captcha và nhấn nút xác nhận để hoàn thành bình chọn. Lưu ý, số lượng bình chọn không giới hạn, một tài khoản có thể bình chọn nhiều lần cho nhiều nghệ sĩ khác nhau. Kết quả bình chọn sẽ được cập nhật 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày. Kết quả bình chọn của ngày thứ 7 và chủ nhật sẽ được cập nhật vào ngày thứ 2 của tuần kế tiếp. MTV Voting on Gabo. Với những người chưa có tài khoản Gabo, có thể tải ứng dụng Gabo tại App Store hoặc Google Play hoặc truy cập website gabo.vn. Đăng ký tài khoản Gabo. Bình chọn, click vào hashtag Voting MTV trên trang chủ. Like hình ảnh của nghệ sĩ mình yêu thích, một like bằng một lượt bình chọn. Với những người đã có tài khoản Gabo, click vào hashtag Voting MTV trên trang chủ. Like hình ảnh của nghệ sĩ mình yêu thích, một like bằng một lượt bình chọn. Một tài khoản có thể bình chọn cho nhiều nghệ sĩ khác nhau và một like bằng một lượt bình chọn. Tổng số lượng bình chọn của một nghệ sĩ bằng số lượng vote tại mtvq.com cộng số lượng vote tại Gabo.